Bạn ơi thấy không, bên kỹ thuật mình là đi nè, đó phân tầng là phân tầng giữ luôn nha mấy bạn nha, phân tầng giữ cho khủng long 5 bát 50 đôi nha mấy bạn nha. Đó kỹ thuật mình làm rất là kỹ nha, tỉ mỉ luôn từng chi tiết. Mấy bạn nhìn cặp bánh xe là mấy bạn biết là hàng sao ha, khủng long đây đó. Rồi ok anh em nha, tiếp tục lên bộ bát 50 đôi hàng khủng long nha mấy bạn nha. Về Tân Phước, Tân Phước Tân Vạn, Tân Phước Tiền Giang nha. Đó. Kỹ thuật mình rất là kỹ nha mấy bạn ơi, đóng gói đồ kỹ càng mới tới nhà bạn là hàng nói chung là phải đảm bảo an toàn. Ok anh em nha, về Tân Phước Tân Vạn nha. Ok đóng gói đồ cho lên xe rồi hết nha anh em ơi. Giờ bắt đầu mình đang trên đường đi đến đi tới nhà anh Long nha, anh Long Trần của ở Tân Phước Tân Vạn. Nói chung là cái bộ khủng 5 tấc đôi này với thêm thêm phun 30 trên mấy bạn, nói chung là rất là hot, rất là chạy, bán chạy trong tháng này mình bán rất là nhiều nha anh em ơi. Nói chung là sản phẩm này khách hàng ai ta cũng chuộng, rất là chuộng. Cái âm thanh nó rất là dữ luôn, tại vì nó hai bát 50 đôi mà thêm cặp phum ở trên nữa mà, thì mấy bạn nghĩ đi, đi cục đẩy 4 kinh á thì nó quánh công sức nó như cỡ nào. Nên là nói chung là anh Long rồi mấy anh em trên toàn quốc đều cũng biết hàng lo kéo của công ty mình á, nên là cũng rất là chuộng nha mấy bạn. Nói chung là chơi cái siêu phẩm này là không có còn là nâng cấp cái lo kéo gì nữa hết đó các bạn, là đỉnh của đỉnh luôn á, đỉnh của dòng lo kéo. Nhưng là nguyên cái dàn sân khấu mà dồn vô cái lo kéo vậy đó. Đó, trên đường đi tới nhà ảnh, nhưng mà nói chung là đường Tân Phước này, đi lên Tân Phước Tân Vạn này, nó cái đường này hơi xấu các bạn. Đó, mình chở đầy nhóc hàng luôn. Rồi ok anh em nha. Hiểu sao dễ trên điện à, thoại bật công đó tắc này đó, thành tự động dọn rác điện thoại về tại cho anh sao? Long Trần ở dưới Tân Phước nha. Đó ok, giờ anh đang test nha, test về bài ca sĩ anh Long. Tăng lên. Alo, nhẹ dữ lắm, nó nhẹ dữ lắm, nhẹ cực kỳ luôn á. Cho anh Long nha.